chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin ngày 7 tháng 11 của Đô San Vina. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhận 7 giải thưởng tại hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 11. Công ty BSR tham quan học hỏi kinh nghiệm về công tác quản lý an ninh tại Đô San Vina. Câu lạc bộ cầu lông tổ chức thành công mùa giải vô địch nội bộ lần thứ 2 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa các bạn, sáng ngày 30 tháng 10 vừa qua, đại diện 7 chủ đề cải tiến xuất sắc của Đô San Vina đã vinh dự nhận giải thưởng tại hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 11 do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi trao tặng. Sau đây, mời các bạn đến với những hình ảnh trao thưởng tại buổi lễ. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 11 và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ 4 đã tiếp nhận 94 giải pháp đề tài dự thi. Đô San Vina có 7 giải pháp tham gia dự thi và xuất sắc đạt 7 giải thưởng tại hội thi. Trong đó có 3 giải ba là giải pháp thay đổi phương pháp gia công từ tiện sang phay bằng cách chế tạo dụng cụ chuyên dùng của nhà máy MHS. Giải pháp nâng cao hiệu quả tiết kiệm năng lượng điện và đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân sửng bán cát thông qua cải tiến máy nén khí và máy sấy khí của đội PST. Và giải pháp đảm bảo môi trường trong xử lý nước thải sinh hoạt thông qua hệ thống cảnh báo nước tràn của đội AS và 4 giải khuyến khích. Tại buổi lễ trao thưởng diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 10, đại diện ban tổ chức đã trao tặng bằng khen, giải thưởng cho công đoàn Đô San Vina và 7 thành viên đoạt giải với tổng tiền thưởng lên đến 100 triệu đồng. 7 đại diện của các khai sinh bao gồm anh Nguyễn Ngọc Lưu, nhà máy MHS, Nguyễn Ngọc Thạch, đội AS, Võ Ngọc Phúc, đội BST, Nguyễn Thanh Liêm, đội QC, nhà máy Boller, Nguyễn Tài Phi, nhà máy Boller, Nguyễn Văn Lực, nhà máy MHS và Nguyễn Ngọc Thiên, nhà máy Boller. Với mong muốn là ở tỉnh Quảng Ngãi mình có nhiều cái cuộc thi hơn như thế này để chúng tôi có thể chia sẻ những cái sáng kiến của công ty ra bên ngoài và nhận được nhiều giải thưởng hơn nữa. Qua cuộc thi này thì mình có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những cái sáng tạo của công ty Đô San ra bên ngoài. Những doanh nghiệp khác có cái nhu cầu hay là mong muốn thì có thể là học hỏi theo và hỏi thêm vấn đề này. Đây là một năm thắng lợi lớn của Đô San Vina tại hội thi. Hiện nay, 3 giải pháp đoạt giải 3 đang tham gia dự thi cấp quốc gia. Ban lãnh đạo công ty xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các thành viên đã không ngừng sáng tạo, góp phần tiết kiệm chi phí và nâng cao an toàn, cải thiện hiệu quả sản xuất cho công ty. Nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về công tác quản lý an ninh, đoàn 10 thành viên đến từ công ty Lọc Hóa Dầu Bình Sơn đã có chuyến thăm và làm việc tại Đô San Vina vào chiều ngày 29 tháng 10 vừa qua. Đây là chuyến tham quan và học hỏi kinh nghiệm về công tác quản lý an ninh lần thứ 2 tại Đô San Vina của các quản lý và nhân viên đội an ninh nhà máy Lọc Hóa Dầu Bình Sơn. Đợt này, đoàn có 10 thành viên do ông Trần Quang Tuấn, tổ trưởng tổ triển khai công tác an ninh dẫn đầu. Mở đầu buổi làm việc, đoàn được giới thiệu chung về môi trường làm việc, các sản phẩm, thị trường chính, các dự án trọng điểm mà công ty đã và đang thực hiện. Đoạn video về một ngày làm việc an toàn kiểu mẫu tại Đô San Vina cũng đã được chia sẻ đến các thành viên của đoàn. Tại cuộc họp, hai bên dành phần lớn thời gian để thảo luận, trao đổi một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý an ninh của hai đơn vị. Sau đó, đoàn được hướng dẫn tham quan khu vực làm việc và kiểm tra an ninh tại khu vực cổng ra vào của công ty. Kết thúc chuyến thăm, đoàn đánh giá cao về hệ thống quản lý, hệ thống an ninh cũng như tinh thần làm việc, bảo vệ tài sản, con người của đội an ninh Đô San Vina. Những điều học được từ chuyến công tác sẽ giúp đoàn làm cơ sở ứng dụng để ngày càng nâng cao công tác đảm bảo an ninh tại đơn vị. Quý vị và các bạn thân mến, câu lạc bộ cầu lông vừa tổ chức thành công giải cúp vô địch nội bộ lần 2 năm 2019 và ngôi vị quán quân đơn nam thuộc về Trương Văn Bình, nhà máy MHS. Nội dung đơn nữ được trao cho Phạm Thị Nguyễn đến từ đội BST. Buổi thi đấu quy tụ 12 tay vợt của câu lạc bộ cầu lông ở hai nội dung đơn nam và đơn nữ. Các tay vợt thi đấu vòng tròn tính điểm để tìm ra người thắng cuộc. Ở nội dung đơn nam có sự tham gia của các tay vợt kỳ cựu như Bùi Quang Hưng, Ưng Ngọc Quý và Trương Văn Bình. Họ đã đem đến những trận cầu vô cùng kịch tính và gay cấn. Ở nội dung đơn nữ có tay vợt Trần Thị Kim Nương được cho là lão luyện hơn cả. Sau 3 trận tranh tài, hai tay vợt Trương Văn Bình và Bùi Quang Hưng đã có điểm số cao nhất
ở nội dung đơn nam và Phạm Thùy Nguyện, Trần Thị Kim Nương đã có điểm số cao nhất ở nội dung đơn nữ bước tiếp vào chung kết. Với kỹ thuật khéo léo và khả năng xử lý tốt, tay vợt Trương Văn Bình đã giành ngôi vị quán quân ở nội dung đơn nam và Phạm Thị Nguyện đứng đầu ở nội dung đơn nữ. Á quân thuộc về Bùi Quang Hưng và Trần Thị Kim Nương. Bên cạnh việc thi đấu nội bộ ở mùa giải năm nay, các thành viên còn có một số trận giao hữu đôi nam và đôi nữ với câu lạc bộ Cầu Long Bình Thuận, tạo cơ hội cho các cầu thủ cọ sát và trao dồi kinh nghiệm với bên ngoài, cũng như đem lại không khí sôi nổi, hào hứng cho các thành viên tham gia. Và trước khi kết thúc bản tin trưa hôm nay, mời các bạn theo dõi một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động sản xuất sinh hoạt hàng ngày cùng một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa nay của Dusan Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusan Vina DVTV V10N83. Đồng thời, các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusan Vina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và IG với từ khóa Dusan Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt.